Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên con xin kính bạch sư phụ, các quý thầy và cùng thể toàn thể đại chúng. Con thế danh tên Lê Minh Triết, và sư phụ đã cho con một cái pháp danh tên là Trung Tánh. Con đã về đây với Khánh An được khoảng 1 tháng rưỡi. Con cảm nhận được năng lượng từ tăng thân của Khánh An cùng toàn thể đại chúng, những tình cảm rất là đặc biệt, những năng lượng rất là đặc biệt mà từ trước đến nay con chưa từng được cảm nhận. Đó là một cái nhân duyên rất là lớn đối với bản thân con. Thì ở tuổi 43, với đầy đủ những danh vọng, tiền tài cũng có. Thật sự là tập đoàn của con là với tổng công nhân là 10.000 người, có thể là hơn nữa. Thì con cũng là một trong những lãnh đạo của công ty. Khi mà con quyết định từ bỏ tất cả những danh vọng, tiền tài, địa vị, thì cũng có rất nhiều quan điểm trái chiều với nhau. Cũng có người ủng hộ và cũng có nhiều lãnh đạo là ngăn lại. Cho đến khoảng 3 tháng sau con mới đi được, với một cái quyết tâm để đi trên con đường giác ngộ, sống đời cuộc sống của một người khất sĩ, sống cùng tăng thân mà sư phụ đã từng dạy qua nhiều bài pháp, là người có ý tưởng lớn để đi trên con đường lớn. Có thể đó là những cái lời mà làm cho con càng thêm quyết tâm. Con xin chia sẻ với sư phụ, các quý thầy và toàn thể đại chúng như vậy. Con xin cảm ơn ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, cùng quý thầy và toàn thể đại chúng. Ba huynh đệ chúng con cũng có được duyên lành được về nương tựa tại tu viện Khánh An, dù thời gian được 3 tháng, nhưng mà con cảm thấy được là bản thân con thì được tu học và chuyển hóa rất là nhiều điều. Con cảm thấy bản thân mình như càng ngày càng tươi mới, bớt khó chịu với những cái hoàn cảnh xung quanh, như là những điều mà trái về mình. Rồi con thấy mình biết lắng nghe nhiều hơn, thấy tâm mình nó mở rộng hơn. Đó là nhờ con được nương tựa vào tăng đoàn, được hưởng cái năng lượng của tu viện Khánh An. Và bên cạnh đó là có những buổi thiền ta được sư phụ dạy bảo những lời pháp nhủ từ cái tâm lân mẫn từ bi, rồi được cùng các huynh đệ học hỏi những cái kinh nghiệm tu tập, rồi là được quý thầy rồi quý huynh đệ cho mượn sách, những quyển sách mà nó nuôi dưỡng tâm hồn mình á. Rồi con cảm thấy càng ngày mình có nhiều cái năng lượng, nhiều cái tươi mới, nhiều cái kiến thức, và thực sự rất, rất là hạnh phúc. Con cũng biết nói gì hơn, xin cảm niệm cái ân đức của sư phụ cùng quý thầy, cũng nguyện cầu tam bảo thương gia hộ cho sư phụ cũng như quý thầy thân tâm an lạc và có nhiều thật sức khỏe, đạo tràng càng tu viện Khánh An càng ngày càng phát triển, làm chỗ nương tựa cho các tín tâm Phật tử. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên thầy tri sự, kính bạch quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Con là Trung Tuệ. Hôm nay con xin phép được chia sẻ về khoảng thời gian mà con đã sống ở tu viện, và quan trọng hơn hết là những cảm nhận của con trong những ngày gần đây, khi mà chị em chúng con sắp sang một môi trường mới để tu học. Đã 4 năm con trở về chùa,
thời gian trôi qua rất là nhanh. Thì trong khoảng thời gian 2 năm đầu thì con về chùa với tư cách là một cư sĩ, về chùa với một cái niềm vui là chỉ về để công quả thôi. Lúc đó chí nguyện tu hành của con tuy có nhưng mà nó chưa có mãnh liệt lắm. Thì dần dần sống ở Khánh An thì con cảm nhận được cái đường hướng tu tập của Khánh An. Con được tiếp xúc với những cái pháp môn tu nó phù hợp với bản thân con. Thì chính thời gian đó cũng là cái lúc mà con có cái định hướng rõ ràng hơn trên con đường tu học của mình. Thời gian đầu khi về Khánh An con rất là hạnh phúc, tại vì con gặp được vị thầy mà con tôn kính từ hồi con còn nhỏ xíu. Con nghe pháp thoại của sư phụ và về đây con được sư phụ dạy cho những cái pháp thực tập như là ngồi thiền hay là đi thiền hành, trở về với giây phút hiện tại. Thì đó là những cái đường hướng tu tập mà con đã tìm kiếm bấy lâu, mà con khi con về Khánh An con mới được tu học, cho nên là con rất hạnh phúc. Nhưng mà 2 năm đầu tiên thì con cũng lông bông lắm, con đi tùm lum hết. Có một thời gian là con quyết định sang làng Mai tu học nhưng mà bất thành, cho nên con trở lại Khánh An. Con không biết như thế nào nhưng mà trong khoảng thời gian con quyết định rời Khánh An á, con rất là nhớ Khánh An. Nó cứ thôi thúc con mãi. Thì khi mà con không đi sang làng Mai được thì con lập tức con trở về Khánh An. Lúc đó giống như là con tìm lại được cái cảm giác ngày đầu tiên con trở về tu viện Khánh An để dự khóa tu vậy. Thì 2 năm trở lại đây thì chính là cái thời gian mà con đã ở hẳn Khánh An, mà con không có còn đi lông bông như trước nữa. Và tròn 1 năm con chính thức được tập sự ở Khánh An. Thì dần dần con cũng nhận thấy một điều là có lẽ là vì mình về chùa lâu quá cho nên là mọi thứ xung quanh mình nó trở nên cũ đi, và con cũng xem thường mọi thứ, nó không có còn mới như ban đầu nữa. Và con nhìn thấy được điều đó, con cũng được sư phụ và quý thầy nhắc nhở, quý sư chú cũng quan tâm và chia sẻ đến con. Và khi đó con cũng nhìn thấy được những cái vụng dại của mình, và con bắt đầu con thực tập, con sám hối, con tự sám hối với tự thân của con. Và lúc đó con cũng gửi tâm từ đến mọi người mà con đã từng có những cái tác ý không có dễ thương. Con tự chuyển hóa mình và con lấy lại được năng lượng. Và quan trọng hơn hết là trong những ngày gần đây, khi sư phụ nói là chị em chúng con chuẩn bị qua bên chùa Ni để ở, thì con đã cố gắng sống hết lòng trong những ngày mà gần đây. Mỗi chiều huynh đệ tụi con ra ngoài đồi ngắm Phật để ngồi chơi với nhau, rồi ngồi hát, ngồi nói chuyện, rất là hạnh phúc. Và đã lâu lắm rồi con mới tìm lại được cái cảm giác mà giống như ngày đầu mà con về Khánh An vậy. Nó rất là nuôi dưỡng con, và con biết rằng Khánh An là cái nơi tuyệt vời nhất cho con có thể nương tựa tu học. Tại vì nơi đây là một cái nơi có đường hướng tu tập rõ ràng trong những nếp sống sinh hoạt, cũng như là trong việc tổ chức khóa tu có chất lượng. Chất lượng trong sự tu học và chất lượng trong việc cho chúng con có cơ hội phụng sự Tam Bảo. Đó là cái chí nguyện mà chúng con hướng đến. Tuy thời gian sống ở đây có những khó khăn, nhưng mà bản thân con có những lúc con buồn và con khóc cả mấy ngày trời, nhưng mà trong con chưa hề bao giờ có một cái ý niệm là từ bỏ cái con đường mà mình đã chọn cả. Sắp tới đây tụi con sẽ qua bên chùa Ni ở, và quý thầy cũng có dạy tụi con là sắp tới sẽ có rất là nhiều khó khăn, nhưng mà con luôn sẵn sàng để đón nhận những khó khăn đó. Và con biết là mình sẽ không bao giờ từ bỏ cái con đường mà mình đã chọn, cho dù nó có khó khăn đến nào đi chăng nữa thì con vẫn sẽ đi đến cùng. Và những lời cuối cùng thì con xin phép được nhắn gửi đến những chị em của con, đó là chị Tâm Hiền và em Ngân. Sắp tới đây chúng mình sẽ qua bên một cái chùa Ni ở. Thì tuy chị em không có sống
chung với nhau nữa. Chị Tâm Hiền thì ở một nơi, con với Ngân thì ở một nơi, nhưng mà con mong rằng những lúc khó khăn thì chị em cũng hãy tìm đến nhau mà chia sẻ để cùng nâng đỡ nhau trên bước đường tu học. Và hãy nhớ một điều là khi chúng ta bước ra khỏi khánh nang rồi thì trên mình của mình sẽ gắn cái mác là đệ tử của tu viện khánh nang, thì mình hãy hành xử như thế nào, mình phải tu tập như thế nào để khi người khác nhìn vào họ không có một cái đánh giá tệ rằng à, đệ tử khánh an là như vậy như vậy. Mình phải hết sức nỗ lực tinh tấn mà tu tập. Và những khi mà gặp khó khăn ở môi trường mới thì mình cũng phải nhớ thực tập lòng biết ơn. Tại vì quý sư cô là những người sẽ cưu mang mình trong thời gian mà mình ở để nương tựa. Và đặc biệt hơn hết, sư bà là người đã từng cưu mang sư phụ. Sư bà là ân nhân của sư phụ và là ân nhân của Khánh An nữa. Vì thế, cho dù khó khăn đến cỡ nào thì chị em cũng phải cố gắng vượt qua, phải biết nuôi dưỡng lòng biết ơn. Con mong rằng là tất cả sẽ cùng nhau tu tập tinh tấn. Và cuối cùng, con xin gửi lời tri ân đến sư phụ cùng quý thầy và toàn thể đại chúng. Đối với con, tăng thân Khánh An là một nơi tuyệt vời nhất. Tăng thân Khánh An trong con là một nơi đáng để con tự hào khi mà con bước chân ra khỏi tu viện. Con xin cảm ơn sư phụ, con cảm ơn quý thầy cùng toàn thể đại chúng đã lắng nghe. Các con thân mến, hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2020, chúng ta cùng nhau có mặt ở tại pháp đường chánh niệm này. Chính tại nơi đây, mỗi ngày thầy trò đã cùng tọa thiền với nhau, cũng trên chiếc bồ đoàn này, ngồi tụng kinh với nhau, cũng trên chiếc bồ đoàn này, và cùng đi nhiễu Phật mỗi ngày ở trong không gian này. Thầy trò chúng ta cũng đã có rất nhiều cuộc họp ngồi tại đây. Buồn cũng có, mà vui cũng có. Cũng tại nơi đây giải quyết rất nhiều vấn đề của tăng thân tu viện. Rất nhiều người đến quỳ tác bạch tại đây, rồi cũng không ít người quỳ tác bạch để ra đi. Nhưng khác với mọi lần, tối hôm nay thầy cảm nhận nó có một cái cảm xúc trào dâng, có thể nói là trọn vẹn. Những người mới đến trong một niềm vui, và những người đi cũng đi trong một niềm vui. Kể từ đầu năm Tết, chú Đức Kiên, chú Trung Khiêm và chú Đức Viên về tu viện. Chú Trung Khiêm thì tiếp tục ở lại tu tập, còn chú Đức Kiên với chú Đức Viên thì ở một thời gian rồi phải đi Hàn Quốc. Tu viện chúng ta cũng được đón nhận chú Trung Kiến, chú Trung Tánh, và mới mấy ngày nay là chú Hoàng Giang về tập sự tu. Đó là những con người mới về với chúng ta. Đối với
Trung Tuệ Tổng Tăng cũng đã hơn 2 năm, Trung Hiền tháng 4 này nữa là tròn 1 năm, và Trung Ngân thì đã hơn nửa năm. Có lẽ đến lúc các con phải sang chùa Ni để học, để thực tập oai nghi, giới luật và nếp sống của ni chúng. Trước giờ thiền trà, thầy Trung Giác, thầy Trung Pháp đã có những lời nhắc nhở. Thầy cho rằng đó là những lời nói của những ông anh trưởng thành, đủ chín chắn để nhắc nhở các con. Thầy có thêm mấy lời để các con để tâm tu tập. Được sinh ra kiếp người thật vô cùng khó khăn. Được biết đến đạo pháp lại vô cùng khó khăn. Mà được xuất gia tu tập nữa thì càng vô cùng khó khăn. Đức Thế Tôn của chúng ta năm xưa cũng đã đắn đo, cân nhắc rất nhiều, rồi mới quyết định cho ni chúng xuất gia. A Nan là đệ tử của Đức Thế Tôn, là người hầu cận Đức Thế Tôn, là người hiểu Đức Thế Tôn hơn bao giờ hết. Mà A Nan cũng là người em họ của Đức Thế Tôn. Ấy vậy mà cầu lên thỉnh xuống, Đức Thế Tôn lắc đầu. Thánh mẫu Kiều Đàm Di là dưỡng mẫu của Đức Thế Tôn. Mai Gia Hoàng hậu sinh ra được 7 ngày rồi mất, mà Thánh Tổ Kiều Đàm Di đã phải một tay nuôi nấng. Ấy vậy mà đến khi xuất gia, cầu lên thỉnh xuống, Đức Thế Tôn cũng lắc đầu. Cho đến lần thứ 3, Thánh mẫu Kiều Đàm Di quyết định tự cạo đầu, tự khoác áo người tu, cùng với 500 tỳ nữ đến xin Đức Thế Tôn xuất gia. Người ta tính từ cái thành Xá Vệ đến cái tỉnh Xá Kỳ Viên ước tính khoảng 530 km, mà Thánh mẫu và 500 cung tần đi bộ đến nơi, chân cẳng sưng húp, máu me đầy chân, có những người xỉu lên ngất xuống và dìu nhau để đến cho bằng được, ngồi ở trước tinh xá. Lại là A Nan lần cuối cùng sụp lạy Đức Thế Tôn, năn nỉ lắm, lạy Đức Thế Tôn: Ngài hãy vì Thánh mẫu mẹ của Ngài mà cho xuất gia, Ngài hãy vì các cung tần mỹ nữ năm xưa mà cho xuất gia. Cuối cùng Đức Phật mới chấp nhận để ni chúng được gia nhập
giáo đoàn. Đây là một quyết định vô cùng khó khăn của Đức Thế Tôn. Cho đến ngày hôm nay, đệ tử của Đức Thế Tôn có 4 chúng. Chúng xuất gia nam, chúng xuất gia nữ, chúng cư sĩ nam và chúng cư sĩ nữ. Và là đứng trong giáo đoàn của Đức Thế Tôn, đó là 2 chúng xuất gia. Thầy muốn nhắc lại hình ảnh quá khứ của các bậc thánh tổ ni đầu tiên để thấy được rằng chúng ta gian nan lắm để được xuất gia, được khoác chiếc áo của Đức Phật, để rồi vô học giáo pháp, để rồi thực tập đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Con đường thật sự khó khăn. Những ngày tháng các con ở tại Khánh An được thầy, được tăng chúng cưu mang, đùm bọc, nhìn chung là nuôi dưỡng nhau bằng tình thương của giáo pháp. Tuy nhiên, tất nhiên cũng có mặt này, mặt kia. Có thể thầy hiểu được các con, cũng có một vài vị hiểu được một nửa, cũng có một vài vị chưa hiểu hết. Rồi tự thân các con cũng chưa hiểu hết thầy, chưa hiểu hết chúng tăng, rồi cũng có những buồn vui. Thầy muốn các con cảm nhận những cái buồn vui đó cho nó thật sâu sắc. Cảm nhận nhiều hơn nữa, để chính những cái khó khăn đó nó nuôi dưỡng chí nguyện tu hành của mình. Và ngày mai các con sang chùa Ni ở, chắc chắn là cái oai nghi, cái tế hạnh, cái giới luật sẽ được trui rèn khó khăn hơn, kỹ lưỡng hơn mà các con cần phải nỗ lực. Các con cần phải có một cái thích nghi mới ở môi trường mới. Ở Khánh An, huynh đệ đoàn tụ với nhau, thầy trò sum họp với nhau. Mỗi sáng thầy vẫn muốn các con ngồi uống trà với thầy để nuôi dưỡng tình đạo pháp, bởi vì thầy nhận thức rất là sâu sắc. Các con đã từ bỏ gia đình, cha mẹ, anh chị em, xóm làng, bạn bè, từ bỏ hết. Vô đây chỉ còn nương với thầy, nương với bạn. Và nếu như mà không được nuôi dưỡng bằng tình thầy, tình bạn, có lẽ các con sẽ bị khuyết cái tình thương. Quá khứ của thầy không được như các con. Thầy sinh ra trong một bối cảnh, trong một môi trường, có lẽ cái lễ giáo quá khắc nghiệt, quá khắc nghiệt. Thầy nhớ có một lần hồi đó ngồi bên chỗ sư ông của các con, tức là sư phụ giác đạo, lúc đó có khách. Thầy rất là thích thú. Có một người lớn hơn lại nắm tay thầy: "Con ơi, ra đây, chú bảo." Rất là ngọt ngào.
Nhưng mà bước ra khỏi cửa rồi là cái bàn tay kia không còn nắm tay thầy nữa, mà nắm cái lỗ tai. Và sau đó là chạy khoảng mười mấy mét. Ra tới phía sau chùa là thầy bùng lỗ tai và thầy đỏ hoe cái đầu, thầy không còn biết là mình đang bị cái trạng thái gì nữa. Lỗ tai thầy bị một cái bàn tay kia bấm với một cái ngón tay thật đau và xoay mấy vòng. Mày có biết chỗ đó là chỗ người lớn hay không? Mày định ngồi đó để làm thầy phải không? Cái môi trường quá khắc khe và thầy không có được sự nuôi dưỡng. Cho nên thầy thấy các con đã từ bỏ cha mẹ, anh chị em, bè bạn xóm làng. Và có những lúc ngồi để dạy bảo, để nhắc nhở các con. Nhưng có lẽ đến những nơi khác, những môi trường khác, có thể cũng chưa chắc được như vậy. Và các con hãy giữ mình. Hãy giữ mình. Điều thứ hai, thầy muốn nhắn nhủ các con phải tự khép mình vào trong giới luật. Một người trưởng thành nó có mấy yếu tố. Thứ nhất, chính môi trường giúp ta được trưởng thành. Nhưng một yếu tố quan trọng hơn là chính bản thân chúng ta phải tự khép mình và tự đi vào trong khuôn khổ giới luật. Các con hãy nhìn trước mắt các con là một cái chậu, cái bình. Nó là bằng đất. Từ cái thủa nó là cục đất để bây giờ nó trở thành cái bình, là nó trải qua biết bao nhiêu cái công đoạn vùi dập, nhầu nát, đập đánh, rồi sau đó là đặt lên trên bàn và uống, là nắng, là nạo, là vét, rồi sau đó đẩy vô trong lò biết bao nhiêu ngàn độ để trở thành cái bình. Rồi cái ly cũng vậy, cái chuông này cũng vậy. Tất cả những cái để thành hình, thành dáng, nó phải qua quá trình trui rèn, tôi luyện. Để trở thành một người tu, nó cũng không khác vậy đâu. Nếu là cục đất thì mãi mãi ở cục đất. Nhưng mà muốn là cái bình, cái ly để trên bàn thì phải vào khuôn, vào khổ. Nếu muốn trở thành một viên gạch vuông vức thì phải vào trong lò để nung. Tất cả mọi sự vật hiện tượng đều như vậy cả. Mà nếu mình không khép mình, nếu không giữ giới luật, và đặc biệt nếu không có thuộc trong lòng hai chữ nhẫn nhục, các con sẽ dễ thối chí lắm. Hai chữ nhẫn nhục nói như là một câu thần chú nằm lòng mà các con mỗi ngày phải nhớ. Cái chữ nhẫn người Tàu người ta viết ở trên là cái bộ đao, ở dưới là chữ tâm. Đao là con dao. Con dao mà đặt trong tâm của mình thì con biết là những vết cứa, những vết đau, những cái vết nhức nó đến cỡ nào. Nhẫn là phải vậy. Nhẫn là gì? Nhẫn là chấp nhận, nhẫn là chịu đựng, nhẫn là đồng ý. Bởi vì các con đồng ý tu mà, các con đồng ý đi trên con đường gian khó mà, các con đồng ý để mình trở thành một cái bình thủy tinh, một bình pha lê, một cái ly đặt để trên bàn, là mình phải chấp nhận sự uốn nắn và trui rèn. Nhẫn chưa đủ đâu, mà phải nhục nữa. Nhục ở đây thế gian gọi là nhục nhã, nhưng mình ở đây, nhục ở đây được hiểu là mình phải chấp nhận cúi người xuống, chịu nhục, chịu hèn, chịu chấp nhận, phải bằng lòng. Khi khó khăn đến, mình đừng có nhìn cái khó khăn kia
mà hãy nhìn lại mình. Hãy nhìn lại mình. Xem thử mình đã chịu đựng cái khó đó chưa? Mình hay nhìn cái khó ở bên ngoài mà mình không nhìn lại mình. Nếu trái tim mình nó chặt quá thì mình phải cơi nới nó ra, mình phải vung vùi nó ra. Hãy nhìn lại mình để mà cơi nới cho cái trái tim mình nó rộng lượng để chấp nhận hơn. Hãy nhìn cuộc sống bằng một ánh mắt tích cực để vươn vai trên con đường đạo. Một cái đôi dép vải mình mang ở trong nhà để chân mình không dính bụi, nhưng bước ra đường đôi dép vải đó không sử dụng được, phải mang dép nhựa, phải mang dép cao su. Nếu mình đi con đường sỏi đá trong gai, phải trang bị cho mình thêm những đôi giày cứng vững chãi nữa. Mình người tu là cái người như thế nào? Người tu là người đi vào trong cõi tam giới. Tam giới là nhà lửa. Một người cứu lửa thì phải trang bị cho họ một cái bộ đồ bảo hộ để lửa đừng có thiêu đốt họ. Mình người tu sống ở trong tam giới hỏa trạch, mình phải trang bị cho mình chiếc áo giáp, đó là áo giáp nhẫn nhục. Cuộc đời này là bể khổ, đã là bể khổ rồi thì mình phải biết bơi, mình phải có phao. Cái phao đó chính là giới luật. Thế gian này là thế gian của đầy dẫy những người bệnh, tâm bệnh. Mình là bác sĩ để độ người thì mình phải trang bị cho mình những cái điều trị mình và trị người. Các con nhìn những bác sĩ trị bệnh virus COVID, trùm đầu, trùm cổ, trùm mắt, trùm mũi, trùm tay, trùm chân. Chúng ta phải trang bị cho mình những chiếc áo của nhẫn nhục, những chiếc áo của giới luật. Như vậy mình mới có khả dĩ là mình lớn dần ở trong giáo pháp. Thầy muốn nhấn mạnh hai chữ nhẫn nhục để các con chịu khó mà tu tập, hãy kham nhẫn mà đi trên con đường đạo. Hồi nãy thầy Trung Pháp có nói một điều. Đây là căn nhà của các con. Đây là chỗ đi về của các con. Đây là gốc rễ của các con. Thầy muốn các con một ngày nào đó sẽ trưởng thành. Ra đi là để trở về. Ở đây huynh đệ thầy tổ luôn luôn dành một cái đạo tình cho tất cả các con. Các con muốn đền đáp cái ân của tam bảo, của thầy tổ, của bạn bè, không có một cái lễ phẩm nào quý nhất chính là sự tu tập của mình. Thầy Trung Giác hồi nãy cũng nói, thầy Trung Pháp hồi nãy cũng nói, giáo pháp thì chỉ có một, nhưng mà phương pháp hành trì thì bất đồng. Có thể bất đồng về nghi thức, về thời khóa, nhưng mục đích là cũng để chuyển hóa ba nghiệp thân khẩu ý cho thanh tịnh. Cho dù là kinh đại thừa, tiểu thừa, trung thừa, kinh gì đi nữa thì cũng có mục đích là nuôi dưỡng tâm Bồ Đề. Và do vậy, các con hãy tùy thuận học pháp mà tu tập cho có kết quả. Đối với các con,
là những người hoàn toàn mới ở một môi trường mới. Hãy sống nếp sống khiêm cung, hạ mình, cầu thị, học những cái tốt, những cái hay. Khi một cái cây mà nó di chuyển từ một cái điểm cũ sang một điểm mới, nó cần phải có cái sự thích nghi. Thích nghi về đất, về nước, về phân, về sự chăm sóc. Một cây mới nào đến một vùng đất mới, có lẽ nó cũng phải héo vài ngày, nó cũng phải rụng vài lá, để dần dần nó mới thích nghi. Chắc chắn các con sang ở bên chùa Chư Ni cũng sẽ có thời gian để mà thích nghi tu tập. Thầy mong các con hãy vững tâm, bền chí và nuôi dưỡng cái tâm ban đầu của mình cho thật vững chãi.